Xin mến chào toàn thể tất cả các anh chị em quay trở lại với Nail 7D. Thì bữa nay mình lại tiếp tục chia sẻ những mẫu nail để chuẩn bị cho ngày lễ. Thì có rất nhiều anh chị em nhắn tin về trên clip của mình, thì các bạn có nói rằng hãy chia sẻ những cái mẫu nail design mà thì là đơn giản, tại vì trong những ngày lễ thì khách rất là đông, mà các bạn vẽ những mẫu nail phức tạp thì nó sẽ mất thời gian, thì các bạn sẽ không làm được nhiều khách. Thì đây thì các bạn thấy là ở trên cái tông màu hồng này, mình sẽ chấm ba chấm này để mình định vị cho nét vẽ của mình nó căng hơn. Sau đó cái chấm ở dưới cùng này, này các bạn, mình vẽ một nét qua để tạo thành một cái cục màu trắng như thế này, bạn bao vô. Cái chấm đầu tiên các bạn thấy không, cái chấm dưới cùng này này, đó là để mình bao vô màu trắng mình cho nó to ra như thế này. Sau đó là ở trên cái cục màu trắng này á, thì các bạn sẽ vẽ một đường màu đỏ, mà các bạn có thể vẽ cong quẹo hoặc là các bạn vẽ thẳng qua cũng được, nhưng mà vẽ cong quẹo thì đẹp hơn. Và sau đó thì mọi người tô màu vô cho mình nha, các bạn thấy không, mình tô màu đỏ vô cho nó đậm lên đó, cho đậm lên các bạn. Rồi sau đó là ở trên màu đỏ này, cái chấm thứ hai các bạn nhỉ, mình sẽ vẽ một bộ rau ở đây. Bộ rau này là ông già Noel, là các bạn biết là bộ rau của ông rất là tốt, giờ lắm. Cho nên là các bạn phải tô cái bộ rau thì bự lên mới giống được. Đó, mình tô hết bộ rau ông già này bự lên các bạn. Rồi cái chấm ở trên cùng á, là mình từ cái chấm đó mình sẽ vẽ một đường cong qua để mình làm cái vành mũ. Cái vành mũ các bạn, vành mũ mũ của ông già Noel á. Đó, mình làm cái vành mũ. Rồi trên cái vành mũ này mình sẽ vẽ màu đỏ vô để mình tạo cái chóp mũ các bạn. Thì có rất nhiều anh chị em nhắn tin trên lúc mình là các bạn nói là hãy chia sẻ mà cách vẽ ông già Noel mà to cả cái móng luôn đó. Thì đây là ông già Noel này to cả cái móng luôn các bạn. Thì đáng lẽ là cái chốt mẫu này nó cao hơn chút xíu nữa, nhưng mà cái móng này hết rồi, cho nên mình vẽ chốt mẫu này được một phần thôi. Mình bôi màu đỏ hết vô các bạn, bôi màu đỏ hết vô cho cái mũ của mình nó rõ lên thêm. Đó bạn thấy không, cho đó là mình bỏ cái mũi này, chấm vô cái mũi các bạn. Cái mũi là gần ở trong bộ rau này. Đó, chấm vô cái mũi xong xuôi hết rồi là các bạn sẽ bỏ con mắt vô. Nếu mà chỗ nào cần sửa lại thì bạn sửa sơ cho nó đẹp lại. Còn ngoài cửa chỗ nào mà không cần sửa thì thôi, các bạn không cần thiết phải sửa ra hết luôn. Đây bây giờ mình sẽ bỏ con mắt cho bạn này, đó, con mắt màu đen. Vô cho ông già Noel của chúng ta nó có rõ hơn một chút. Đó, to lên một chút xíu nữa các bạn. Rồi sau khi đó là xong hết rồi, mình bắt đầu mình vẽ một bộ rau màu trắng ở đây nữa. Màu trắng này là các bạn lấy màu trắng đậm hơn nha. Các bạn thấy bộ rau ở dưới không? Màu trắng bộ rau ở dưới là màu trắng nhọt. Còn màu trắng mình vẽ ở trên nhá là màu trắng đậm hơn chút xíu nữa, là hai màu trắng này là hai màu trắng khác nhau cho các bạn. Để mà phân biệt ra là các bạn nhìn thấy rõ hơn á. Là mình vẽ hai miếng rau hai bên này. Đó, như vậy là được rồi các bạn, không cần vẽ miệng gì hết trơn á. Vẽ miệng chỉ cho mắt cong, mình vẽ cái gì nhanh nhanh lẹ là mình làm. Rạc rạc lấy tiền, bắt khách khác vô làm tiếp. Đó, dưới này mình bỏ hai cái nút màu đen các bạn này. Đó, hai nút màu đen để làm hai nút áo thôi. Hai cái nút áo, sau đó là các bạn mới nêm mắm thêm nêm muối gì vô nữa, các bạn bỏ thêm glitter, sparkle, rồi bạn vẽ thêm ngôi sao, rồi bạn chấm thêm tuyết rơi nữa là xong cái mẫu nail này rồi. Đó, ở đây các bạn thấy trên cái vành mũ này mình sẽ bỏ chút xíu glitter các bạn. Đó, glitter vô cho nó đẹp lên, cho nó nổi lên. Rồi dưới này cũng vậy, mình bỏ glitter vô luôn là cho cái mẫu nail của mình nó sáng sủa chút xíu. Thì thông thường á cũng rất nhiều anh chị em mà các bạn hỏi mình là đi làm nail bận rộn như vậy mà cũng có thời gian chia sẻ clip này thì cũng hay hỉ. Thì thật ra thì mình cũng không có bận rộn lắm các bạn, tại vì anh chị em mình có gia đình thì các bạn bận rộn, chứ còn mình thì vẫn còn độc thân, cho nên là mình chưa có vợ có con gì hết, cho nên mình cũng hơi nói chung là rảnh hơn một chút xíu các bạn. Nhưng mà cũng có rất là nhiều anh chị em nhắn tin được lúc mình là chú ơi chú vẽ đẹp quá, chú ơi chú làm đẹp thế, không chưa vợ chưa câu mà các bạn cho mình lên chú luôn rồi đó. Rồi như vậy là xong mẫu nail thứ nhất các bạn. Qua mẫu nail thứ hai này, thì các bạn cũng có thể là vẽ một cái đường thẳng qua như thế này. Đó, vẽ một đường thẳng kéo qua từ trên xuống dưới, các bạn không cần phải vẽ thẳng đâu. Các bạn vẽ đều thôi, vẽ đều thôi. Nhiều lúc mà vẽ nghiêng cũng được, nghiêng cũng đẹp hơn nữa. Rồi sau đó các bạn lấy một đường màu đen, các bạn kéo ngang qua đường màu đen. Hoặc kéo ngang qua. Một đường màu trắng các bạn tô đậm xong rồi. Bây giờ mình kéo đường màu đen ngang qua này. Màu đen này các bạn có thể kéo to đậm lên một chút cũng được. Đó. Đừng quan tâm là thẳng hay không các bạn ạ, cứ vẽ đều thôi. Sau đó là các bạn mới lấy cái màu vàng, một silver màu vàng á, các bạn tô vô hình vuông này ở giữa này, đó tô vô cho nó đẹp, tô vô cho nó rõ lên. Nếu mà các bạn không có thì các bạn lấy cái bình cái chiếc glitter á, bạn tô cũng được. Sau đó là các bạn lấy một chút màu trắng ở dưới này, các bạn quẹo quẹo cong cong sơ sơ ở dưới chứ đường móng á, cong cong quẹo quẹo cũng được các bạn. Rồi các bạn bôi hết vô ở dưới này cho nó đậm lên là cái mẫu nail thứ hai của mình cũng chuẩn bị xong đó, các bạn ha. Rất là dễ, rất là nhanh, tiện cho anh chị em mình làm. Đó, để mà mình đánh nhanh rút nhanh các bạn, tại vì ngày lễ là những ngày lễ, những cái tháng này là tháng mà để anh chị em mình làm để mà kiếm thêm thu nhập. Chứ còn qua những cái qua lễ rồi là ế á, ế không có trơn, là các bạn ngồi là các bạn coi phim sướng thôi. Bây giờ là phải tranh thủ những cái lúc bạn rộng mà mình lấy khách,
làm cho nhanh. Đây xong hết rồi, các bạn hơi đèn khô thì là khô rồi, các bạn bỏ túp cốt lên là món này thứ hai chúng ta đã hoàn thành, cũng là rất là lễ các bạn, rất là đẹp, đơn giản thôi, không có gì phức tạp hết. Rồi qua món này thứ ba này, các bạn có thể vẽ cái hình cái snow, các bạn snowflake á, đây các bạn chấm một dấu chấm, rồi các bạn thấy không, mình kéo bốn hướng bốn đường vô như thế này đó, rồi ở giữa những hai cái đường này mình kéo thêm một đường dài nữa, bốn đường ngắn ở giữa, rồi mình kéo bốn đường dài ở ngay cái xen kẽ của nó, thấy không đó. Rồi sau đó là ở cái đường dài này này mình sẽ làm hai cái tia lên để cho nó ra giống cái bông bột tuyết các bạn đó. Mỗi mỗi cây như vậy là mình làm hai nắp, nắp dưới nắp trên đó các bạn ha, nắp dưới nắp trên đó các bạn, kéo đại thôi, đừng không cái mấy cái vẽ cái này là các bạn không cần phải vẽ cho chính xác, vẽ để cũng ra rồi, đừng có vẽ chính xác, đừng có tập trung nhiều quá mất thời gian các bạn, vẽ thật là nhanh cho khách ra, bắt con khách khác vô. Rồi ở chỗ cái cây ngắn này này, các bạn vẽ hai cái tia ra, cái khúc ngắn á đó, hai tia tia như thế. Rồi xong rồi đó là các bạn lấy cờ chấm bi ngay ở chỗ cái khúc ngắn này, các bạn chấm một đường chấm bi ra nữa, bóng bay nha các bạn, bóng bay chấm hết ra đó, chấm ra như thế này. Rồi là các bạn có một cái bông tuyết rất là dễ, nhanh chóng, gọn nhẹ. Rồi dưới này các bạn có thể lấy cây màu trắng, các bạn vẽ để quẹo quẹo mấy đường trắng trắng ở dưới này cho vui thôi, bạn tô vô rồi các bạn bỏ thêm sparkle glitter rồi giống chớp chớp chiếu chiếu này các bạn là xong mẫu này luôn đó. Mình bỏ sparkle vô trên này cho hơi đèn vẫn khô thì kỹ đi các bạn, rồi bỏ thuốc cốt lên là mẫu này thứ ba đã xong. Như vậy là ngày hôm nay mình có chia sẻ ba mẫu này như thế này để anh chị em mình cùng tham khảo, là để mà các bạn chuẩn bị đánh cái tháng lễ này cho nó nhanh, nó gọn, nó nhẹ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc các bạn luôn gặp nhiều sức khỏe và thành công. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Nhớ cho mình một like nha các bạn.